chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một khu đô thị quy mô hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí ngay tại mặt tiền quốc lộ 13 đấy, là đứng trước cổng của khu đô thị đang nhìn thấy là phía mặt tiền quốc lộ 13, và có vị trí nữa là trải dài là ven sông Sài Gòn. Đây là một khu đô thị có thể nói là khá là đẹp, tại vì những quỹ đất tại ven sông Sài Gòn hiện tại bây giờ để phát triển thành một khu đô thị cao cấp và hoàn chỉnh bài bản thì bây giờ rất là khó. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn vào để tham quan khu Vạn Phúc City này. Đây phía trước đây là cái cổng chào, đây cổng chào của khu đô thị Vạn Phúc City đây. Biểu tượng hai con ngựa phi vạ vào. Đấy, chào các bạn. Tại vì là đang cái thời kỳ là đang bị dịch cho nên là có những cái hạn chế để mà đi tham quan ở ngoài, đã có những cái hàng rào và kiểm soát khá chặt chẽ. Đây là cái đường chính đi vào khu đô thị đây. Khu đô thị này đâu đó được phát triển từ năm 2016 đến nay, được chủ đầu tư tập đoàn Đại Phúc đang xây dựng về cơ sở hạ tầng tiện ích, thì đã đi vào là người ta vào đây là người ta kinh doanh và người ta ở là khá là nhiều. Vì dự án này khi được phát triển thì nó được quy hoạch gồm các sản phẩm là nhà phố biệt thự, nhà phố thương mại và khu căn hộ nữa. Hiện tại thì là các cái phân khu về nhà phố thương mại và biệt thự và nhà phố thì đã triển khai xây dựng, còn cái phân khu về khu căn hộ thì hiện tại là chưa triển khai. Lần vừa rồi thì chủ đầu tư lại cũng đưa cái thông tin về cái khu căn hộ này là đặt center, nhưng mà chưa thấy cái thông tin triển khai là khi nào và như thế nào và giá bán ra làm sao. Và ở đây thì là được kết hợp tất cả những cái tiện ích cao cấp và bài bản, ước như là những công viên diện tích 14-16 hecta, những cái khu trường học tiêu chuẩn quốc tế. Cái này là nhà điều hành của tập đoàn Đại Phúc đây, Đại Phúc Group. Đây là nhà điều hành và cũng là nhà mẫu giới thiệu của sản phẩm xa đàn tại đây. Các bạn có thể thấy đây những cái khu vực xung quanh nhà phố thương mại shop house đã là rất là sầm uất và kinh doanh buôn bán hàng sáng lập. Tuổi tuy hiện tại đây là đang là thời điểm và cao điểm của dịch, nhưng mà cái hoạt động thương mại so với mọi ngày thì là nó không bằng thôi, nhưng mà bình thường như thế này thì là sôi động lắm rồi. Vì là từ ngày hôm nay chúng ta là chính thức vào ngày thứ 7 khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cái chỉ thị 15-16 về giãn cách xã hội do dịch Covid ở Vũ Hán gây ra. Đây, thiết kế căn này các bạn có thể thấy này, thiết kế nó sẽ khác này, nó hơi có mang cái hơi hướng là cổ điển một chút. Rồi cái số màu đấy, số màu này này, các bạn xem. Đấy, bên kia thì là thiết kế của nó thì sẽ mang tính hiện đại. Đây, thiết kế của nó rất thẳng, rất góc cạnh. Đấy, chụp bên này thì các bạn cũng là thiết kế của biển. Được biết là dự án này nó sẽ có hiện tại là đang triển khai xây dựng một cái quảng trường nước với cái vốn đầu tư là lên tới 100 tỷ, thì nếu mà khi hoàn thành thì đây sẽ là cái quảng trường nước lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì hiện tại thành phố Hồ Chí Minh chưa có một quảng trường nước nào cả, và cái quy mô của nó cũng rất là lớn. Đây các bạn, khu thể thao, khu sân tennis. Đi thẳng ra phía đường này, cuối đường này thì là sẽ là trạm về sông Sài Gòn gần bên dưới. Ở đấy thì là đang
sẽ có một cái công viên chảy dài ven sông, công viên ánh sáng và những tiện ích sau này như là công viên nước, cái hãng cái gì Lem của Hồng Kông thì sẽ vào đây và phát triển là cái dương lượng của công viên nước, giải trí, vui chơi giải trí tại đây. Nếu mà ở đây thì là tất cả những thương mại dịch vụ hay là về giáo dục trường học thì đã có những cái trường quốc tế ở đây hết rồi. Nói đúng là một cái khu đô thị đúng nghĩa. Tất cả các tiện ích dịch vụ bên trong đều đầy đủ. Đây là một số cái banner bối cảnh giới thiệu về cái dự án Đại Phúc, Vạn Phúc City đây. Đấy, giới thiệu tốt quy mô đến 198 hecta, rất là rộng, và để mà đi hết khám phá chi tiết thì là đã mất rất nhiều thời gian. Khu vực này đang được xây dựng, nhưng mà cái tốc độ ở đây xây dựng là khá nhanh và tốt và đồng đều, cả các khu vực, các dự án phân khu đều là đang được triển khai xây dựng. Ở đây thì là gió mát lồng lộng rồi, ngay bên sông Sài Gòn đi vào đây là tôi cảm thấy là gió ù ù bên tai, gió mát. Ở phân khu này đang hoàn thiện. Đấy, chạy xuống cho các bạn xem thêm dưới chỗ này nữa. Đường được lát đá sáng bóng. Thì khu này thì nó sẽ có chia thành rất nhiều là phân khu, khu Marison là khu biệt thự, hay là khu Riad là khu nhà phố thương mại, Sunlux là nhà phố thương mại, sẽ nằm ở phân khu ở đây. Đấy, tôi đi thẳng ra đây là ra đã chạm tới bờ sông Sài Gòn rồi các bạn ạ. Đây là khu công viên ven sông The Long Park. Tổng chiều dài của nó là 3,4 km, quy mô 11 hecta. Hiện tại là cái độ triển khai từ năm 2020 đến 2021 thì dự kiến thì là sắp sắp nó đã xong rồi. Đấy, công viên ven sông này các bạn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là sông Sài Gòn này. Đấy, ven sông Sài Gòn này, đi bộ đấy ngay ven sông Sài Gòn. Đây là cái biển hiệu và cái cổng chào này. Ở phía bên này, ví dụ như là những cái du khách hoặc là đi thuyền này, thì có thể là nhìn thấy cái cổng chào, cái logo của chữ Vạn Phúc City ở đây luôn. Đấy, từ giờ những cái khu dân cư ấy, thì là nên có những cái cổng chào hoặc là những cái biểu tượng để cho những người đi qua hay bên ngoài người ta dễ nhận diện. Thì ngoài ra thì là những cái cổng chào nó đẹp đẽ thì cũng là cái niềm tự hào của cư dân sống tại đây. Tất nhiên là một khi mà mình ở đây thì mình muốn cái khu vực của mình sống ở rất là phải văn minh, phải đẹp, tự hào. Mà khách cứ đến thì người ta nhìn thấy người đẹp, người ta cũng phải trầm trồ chứ. Đây là một cái công trình thiết kế nằm trong cái dự án ven sông. Ở đây tôi quên, tôi chưa nhìn trên mặt bằng thì không biết là cái khu vực nào này, nó sẽ làm cái bến đỗ du thuyền đấy. Ở đây là những dịch vụ chăm sóc rất tốt, thì các anh chị về lao công đang dọn cắt tỉa cây cảnh hoa lá và chăm sóc vệ sinh môi trường tại khu vực này. Đấy là sông Sài Gòn đấy. Đấy, đoạn này thì các bạn đang triển khai là chưa xong này. Đang lại đây hết rồi. Rồi ta lại đi vòng mọc thêm một đường nữa các bạn nha. Vòng qua cái này. Hiện tại mấy khu đất này thì là đang chuẩn bị triển khai xây dựng phía cái tòa cao cao kia, cái thanh cao cao kia. Sau này nó sẽ là cái khu vực
vui chơi giải trí, bến sông Trăng và khu nhạc nước, khu nhà nước nằm cũng trong quần thể cũng khu vực này luôn, công viên nước nữa, nằm trong công viên nước. Vừa nãy là mình đi vào là phía trục chính của khu đô thị Vạn Phúc City, còn đây là phía mé đường bên này, và bên kia cũng sẽ có một đường song song tương tự như thế này nữa. Hiện tại tôi đi mé bên này thôi, cũng khá là rộng để mà đi hết tham quan hết. Chi so chi tiết thì là cũng phải mất khá nhiều thời gian nữa. Đây tôi vòng ở đây, ở đây để các bạn xem có cái trường học ở đây. Tôi nhớ là trước là vào đây là có cái trường học đã đi vào hoạt động rồi, trường học quốc tế. Đây là khu khu nhà phố các bạn ạ. Thiết kế của nhà phố đây, nhà phố chủ yếu thì mục đích ở trong này thì người ta ở thôi, chứ không như cái bên ngoài thì là nhà phố sau, nhà phố thương mại thì là kinh doanh, mục đích là kinh doanh. Cà đá thì nghe là cũng khá đầy đủ. Đấy, khu này đang xây đang hoàn thiện. Đấy, ăn sáng ăn tiếp là có hết. Đây có cái hồ bơi trên cao nữa này các bạn này. Ở dưới là có quán cà phê này. Đấy, khu vui chơi cho trẻ em này. Ở đây có một cái bệnh viện nhỏ, bệnh viện của công ty cổ phần bệnh viện Vạn Phúc City. Cái này thì tên nghe cũng hơi khó hiểu, nhưng mà công ty bệnh viện Vạn Phúc hay là của là chủ đầu tư chăng thì tôi không rõ. Đấy, còn đây là khu ai trường mầm non quốc tế đây. Đấy. Thiết kế cực kỳ đẹp và sang trọng và hiện đại. Còn đây là cái khu trường học quốc tế đang xây đây. Đấy, đối diện bên này là khu trường học quốc tế này đang xây này, khu bệnh viện có đi các bạn, đây khu bệnh viện này, khu bệnh viện này, lớn này. Đang được làm rồi.
sẽ ra đi ra cái đường trục chính này các bạn. Mình đi ra đường trục chính hay là có vòng sang bé bên kia tí không nhỉ? Ok, để tôi vòng qua bé bên kia một tí để các bạn khám phá thêm. Vừa rồi thực ra là mình chỉ là đi lướt qua là một mé nửa bên này của khu Đại Phúc, Vạn Phúc City thôi. Đường trục chính này nó tên là đường Nguyễn Thị Nhung nha các bạn. Nếu mà khách hàng mà xuống tham quan hay là tìm hiểu ở khu này lúc này ấy, thì là nó sẽ có cái hệ thống các dãy xe điện này nằm tại đây chở đi khách hàng đi tham quan trong khu vực. Biệt trong này mà đi bộ thì tắm đuối lắm, không có xe điện thì đi bộ thì mệt đã rời luôn. Khu này hai ngoài thiết kế ba tầng. Đây cái khu vực này đây là xây dựng này. Đây đưa các bạn tham quan dọc này thì thực ra là mé trục này là mình đi quay ngược lại thì là ra quốc lộ rồi. Nó có hiện tại ở khu vực này thì nó sẽ có hai cái con đường chính. Ở đây thì nó có một cái nhược điểm hơi nhỏ, tức là nó nằm ngay cái đường xuống của máy bay, cho nên là thi thoảng thì nó có một chút tiếng ồn. Nhưng mà suốt từ nãy giờ thì tôi với các bạn đã thấy đấy, thì là cũng không thấy có cái máy bay nào đi qua hoặc cái độ ồn của nó như thế nào. Không biết là hôm nay là cái tần suất chuyến bay của nó không có, mình chưa gặp hay sao? Thực ra là chưa thấy. Thực tế thì là tiếng ồn quay nó có ảnh hưởng nhiều hay không thì khu nào đấy thì mình thử ghi nhận lại xem. Đây là cái khu căn hộ đây, rất là triển khai đây các bạn ạ. Đây cái khu này là khu shop house này, khu shop house Raya, nó đây là Raya nghĩa là hàng ra đấy các bạn. Còn cái mé bên này này, như lúc đầu tôi chia sẻ ấy, nó là cái khu căn hộ trung tâm và căn hộ cao cấp này. Đấy, để tôi đọc cái thông tin của khu căn hộ của tại thành phố Vạn Phúc City này cho bạn xem nhé. Vạn Phúc Center, căn hộ cao cấp, tổng diện tích của nó là 1,7 hecta, tổng diện tích xây dựng là 0,9 hecta, nó là 9.100 m2 các bạn. Được xây dựng với số tầng cao là 21 tầng, giai đoạn triển khai là 2021 và 2023. Thì bây giờ nó đã là 2021 rồi. Thì lần trước cách đây cũng khoảng 3-4 tháng thì là chủ đầu tư Đại Phúc là cũng đưa ra cái thông tin triển khai dự án này đấy. Nhưng mà chắc là đang có thể là rời lại về cái kế hoạch triển khai về do dịch bệnh nên là chưa có thấy nhiều. Đây cái khu các bạn có thể thấy đây nó chính là cái khu căn hộ này. Cái thiết kế của nó khá đẹp, ở dưới nó sẽ là trung tâm thương mại này. Tôi đi thêm một vòng ở khu này đặt ra đấy, khu trong
này thì là đang mới bàn giao ấy, cho nên là người ta cũng chưa có ở nhiều, và một số đang làm về nội thất, xây dựng nội thất bên trong các bạn ạ. Dãy thì nó lại theo một cái phong cách và cái tiêu chuẩn thiết kế riêng, dãy bên này thì nó lại thiết kế ra kiểu như thế này. Đấy. Đấy, khu này thì đấy các bạn vừa xem đấy, các anh cán bộ an ninh bảo vệ ở đây là chạy lại sẽ đi thường xuyên về vấn đề an ninh rất là bảo vệ này. Đấy, một khu đấy, mỗi thi thoảng lại có một cụ nhỏ khu vui chơi cho trẻ em đây, nhỏ vui chơi trẻ em. Hiện tại để mà có những cái khu đất ven sông lớn để mà triển khai một cái khu đô thị bài bản hoàn chỉnh, thực sự bây giờ nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh kiếm khá là khó, không còn những cái đất nào lớn mà để mà khai được cái khu đô thị bài bản như thế này đâu. Thì gần những cái khu đất ven sông thì bao giờ cái giá trị so với những cái dự án cùng khu vực nó phải giá là trên 20-30% theo thống kê. Bây giờ tôi ra đến đường Nguyễn Thị Nhung là trục chính tôi quay ra. Tôi quay ra được trục chính đây. Chúng ta quay ra nhé, tại vì là tôi thấy là mình mới xem sơ qua mà cũng còn chưa hết được. Đấy, và xem chi tiết kỹ thì chắc là cũng nhiều thời gian hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Chúng tôi là những thành viên của trang thông tin bất động sản và trang web chính thức là alocanho.sr.com. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ những cái thông tin về thị trường bất động sản, về các dự án, về tính pháp lý của từng dự án và phân tích về giá bán và các cái ưu điểm nhược điểm của các dự án. Thì ngoài ra chúng tôi cũng có cung cấp một số cái dịch vụ và phân phối những dự án nào mà chúng tôi là đơn vị phân phối chính thức, chúng tôi sẽ phân phối. Cảm ơn các bạn sang thông tin bất động sản và alocanho.sr.com sẽ tin dừng tại đây. Các bạn nhớ bấm theo dõi để nhận được những cái thông tin cập nhật mới nhất của chúng tôi các bạn nhé. Theo trend bây giờ là khi chào là phải là cái gì, cảm ơn quý vị và cảm ơn quý vị đã theo dõi chúng tôi. Cảm ơn. Chúng ta đi ra đây, ra quốc lộ 13 rồi. Quốc lộ 13, xin chào cả nhà, bye bye.